Ok, hiện giờ thì DE đã thay đổi khá khá về một số cái gì nhỉ? Cái nhìn mông này là quên. Ý là theo kiểu hiện giờ như này, kiểu mình sẽ nói lại qua qua về vụ Kuva leak, tại vì nhiều người là vẫn đéo hiểu tại sao không rõ được. Sau đó mình sẽ nói những cái thay đổi gần đây của DE và những cái gì DE nó hướng đến. Hết tóm lại gần kiểu về nó trước rồi refarm thì mình nói ngắn gọn nhá. Tìm một map Greenia level trên 20, nghe cho kỹ. Tìm một map Greenia đi trên level trên 20, rớt nó cho đến khi nào con Kuva Woodin nó báo thì sẽ xuất hiện một target tên là Kuva Laving. Giết Kuva Laving đấy và nhắc nhá, bạn phải là người last hit con Kuva Laving, có nghĩa là bạn là cái người giết con Kuva Laving cuối cùng ấy thì mới được tính. Sau khi giết xong ấy thì bây giờ con target nó sẽ cho các bạn lựa chọn ấn X hoặc là các bạn có thể bỏ qua. Nếu các bạn ấn X đồng nghĩa với các bạn sẽ tạo ra một con Kuva leak, và nếu các bạn không ấn X các bạn bỏ đi ấy, thì xong thời gian đấy sẽ tự ăn ra chết và bạn sẽ không có leak được cả. Đó là hai lựa chọn cho bạn, tại vì một số người không muốn tạo leak, hiểu không? Ok, đó cách để kiếm con để tạo một con leak. Bây giờ thằng cách đi săn leak, sau khi về tàu sẽ hiện ra một cái bảng thông báo như thế này, các bạn sẽ biết con leak là gì. Bây giờ nói đến vụ element nhá. Nói vụ element nhá. Bạn dùng Warframe hệ element gì thì cái vũ khí của con leak nó sẽ bonus được element đấy, và các bạn khi sau khi giết nó thì các bạn sẽ được cái đấy. Chẳng hạn như con này là bonus 2 nha, 27% toxin thì các bạn giết nó các bạn sẽ được 27% toxin, sẽ được một khẩu kim cấp 3 27% toxin. Và các bạn dùng Warframe element gì thì những con leak đấy có tỷ lệ ra element đó. Như mình là mình được hai cái element Vanguard full toxin rồi. Đây tại vì tôi toàn đi farm đồ súng toxin mà, thành ra đến giờ tôi được hai cái này rồi. Nhưng tỷ lệ cũng không phải là cao lắm. Cái này thì gần giống cái mang gần gần giống smoke ấy, nếu các bạn nhìn kỹ sẽ đẹp hơn. Đây giờ mình có dùng cái con này không nhỉ? Con này là con dùng con rơi rồi, mình kiếm cái con nào gầy gầy dùng cái thử con Nova xem. Cái này để mình thấy đẹp hơn smoke. Đây, kiểu cái bảng cái này khi lên màu, khi lên secondary ấy, có nghĩa là khi các bạn color hai màu vào đấy các bạn để nhìn. Đây mình vào đây nhìn nó đây đấy. Đấy các bạn thấy không? Nó rõ ràng là nó khác với cả là smoke, tuy là kiểu cũng là khói khói đấy, nhưng cái này cảm giác như đang bốc lửa hơn. Và nếu mà các bạn nhìn kiểu dùng các bạn có thể dùng second energy color, có nghĩa là dùng hai màu energy ấy thì nó sẽ hơi khác khác một tí. Như hiện giờ của mình là nửa xanh nửa cam, đây là loại như thế. Thôi đừng không quan trọng vấn đề đấy. Tóm lại là element của Warframe thì quyết định đến súng của nó hệ gì và nó kiểu nó có tỷ lệ ra ephemera hệ đấy không. Cái vụ ephemera ít xuất hiện lắm. Nếu mà con leak của các bạn có ấy thì khi các bạn convert nó hoặc giết nó thì nó sẽ cho các bạn. Đây, chẳng hạn như ví dụ con này sao ấy. Đây các bạn thấy con này có ephemera không? Khi các bạn giết con này các bạn sẽ được ephemera, con vớt nó cũng được ephemera. Thôi bây giờ như thế này, thế sau khi các bạn đã có thông tin về nó, các bạn đã tạo ra nó, các bạn thông tin nó thì farm, các bạn đi tất cả những cái map nào mà bị bọc trong cái khu vực cu đỏ đỏ này, các bạn đi của đồng đội cũng được, đi của mình cũng được, nói chung là trong tương lai có thể DE sẽ thay đổi thêm, nhưng tóm lại hiện giờ cứ đi những cái map được này đỏ đỏ trên bản đồ của mình hoặc của đồng đội. Thế thì nhớ nhá, nhớ là những cái map ở trong cái đám mây này nhá, cái map nào cùng trên hành tinh đấy mà ngoài nằm ngoài đám mây cũng tác dụng. Ví dụ như là cùng trên hành tinh này nhưng ở chỗ này không có cái đám mây màu đỏ thì các bạn đi map với trắng gì cả. Nếu mà các bạn đúng ấy, tập kích của map sẽ có lựa chọn là đây này, tên đây chính là tên con leak hoặc là đến control territory có nghĩa khu vực con này kiểm soát đấy. Tóm lại nếu mà các bạn đi đúng sẽ có những ưu thế đó. Thì tóm lại thì đi farm thế nó sẽ lên cái điểm mu mu, cái điểm mu mu đấy sẽ giúp các bạn này, các bạn thấy được ba vòng tròn không, và cái điểm mu mu đấy sẽ giúp các bạn unlock ba vòng tròn này. Và sau khi unlock ba vòng tròn này rồi các bạn sẽ biết con leak nó cần ba hình gì. Nhưng như có thấy các bạn thấy hình ở đây nó cứ đổi đổi liên tục không? Có nghĩa là các bạn chỉ biết con leak là ba hình gì thôi, còn hình còn sắp xếp theo thứ tự nào thì phải ngẫu nhiên. Đây nhá, chẳng hạn như mình biết con leak là ba hình này chẳng hạn nhá, ok thì mình phải đi thử. Chẳng hạn tôi gắn như thế này ba hình này đi thử, tôi đâm con leak đi. Nếu mà có khi báo sai hình một nhá. Ok, hình một sai, tôi sẽ thử hình một bằng ô khác. Còn nếu mà ô này tiếp tục sai tôi sẽ thử bằng ô khác. Cho đến khi nào mình tìm đúng thứ tự, mình cứ phải sọc thử các boss cho đến khi đúng thứ tự của ba móc này thôi. Tóm lại là cái vụ này này, tóm lại là cái vụ này thì giúp bạn biết là con boss nó dùng ba móc gì thôi, còn thứ tự của ba móc đấy mình phải tự sắp đặt cho đến khi nó sọc đúng con boss sẽ ra đi. Và khi kết thúc con boss ấy nó sẽ cho các bạn hỏi hỏi như sau. Một là vanquish con boss, vanquish con boss sẽ giúp các bạn được súng của nó và được ephemera của nó nếu có. Còn trong trường hợp các bạn convert con boss, có nghĩa biến nó thành đồng minh ấy, thì các bạn chỉ được ephemera của nó thôi, và thi thoảng nó xuất hiện trong map để làm màu cho các bạn tí nhé. Nghe cho kỹ ấy, vanquish đã giết nó lấy súng lấy ephemera, còn convert ấy là biến nó thành đồng minh và lấy ephemera. Convert là sẽ đeo có súng thôi nhá. Đấy ok, thì hiện giờ DE đã thay đổi như sau. Súng thì hiện giờ theo kiểu nó đã có bonus theo kiểu được quyền transfer bonus, có nghĩa là chẳng hạn như các bạn đã chót forma một khẩu có theo kiểu thấp thì
từ từ ông này ông không hiểu vấn đề rồi. Ôi rồi thế ví dụ nha, mình sẽ đi ở đây chẳng hạn như mình hiện giờ có hai khẩu Kubasaku, thì bây giờ mình sẽ thử, thì hiện giờ là rất là bựa, mình theo kiểu mình sờ vào nó thì nó đã đích hiện cho mình là bonus bao nhiêu lửa, nó mình tay tay mình kiểm tra bằng cách này và ấn X cho anh Sườn vào đây. Hiện giờ mình có một khẩu nữa, khẩu này là 34 lửa, các bạn thấy không, rõ ràng cái khẩu này khẩu tiếp theo là 34 lửa, trong khi đó cái khẩu mình đang cầm này thì mình đích nhớ là bao nhiêu. Thế bây giờ phải cần kiểm tra ngược lại, mình lấy cái khẩu kia mình kiểm tra ngược lại biết cái khẩu kia mình là bao nhiêu. Hiện giờ chắc là sau này DE sẽ sửa đúng không? Hiện giờ DE làm này chỉ kiểm tra ui 44%. Thôi dẹp, có nghĩa là cái con cũ của tôi ấy, có nghĩa là cái con tôi đã format rồi là 44%, còn con này chỉ có ba mấy phần trăm thôi, nên mình sẽ không transfer. Con Dragon này cũng thấp hơn con này rồi, mình thử rồi. Thì hiện giờ máy súng chính là mình thử hết rồi, bây giờ mình thử tìm con nào thấp. Đây này, đây là Twin Sap 3. Ui mình rất là nhiều Twin Sap 3. Thế bây giờ thử chẳng hạn như là Kuva Twin Sap 3 thì mình sẽ bây giờ cái mình đã format rồi đây. Bây giờ mình thử check xem những cái khác là như thế nào. Đây, trong cái đống transfer đấy có một khẩu 31% Toxin, một khẩu 41 ở đây, mình sẽ transfer sang khẩu 41. Thì bây giờ mình sẽ lấy một khẩu khác ra để mình kiểm tra lại cái khẩu mình đã format đấy. Khẩu này đã format nhá, thì thử xem cái khẩu đã format rồi được bao nhiêu phần trăm. Như đã nói cái này có thể DE sẽ thay đổi trong tương lai, dễ tìm dễ nhìn hơn. Đây này, cái khẩu mình đã format rồi. Đây này, đây là khẩu mình đã đúng. Đây, con này là mình đã format rồi. Đây, con đã format rồi chỉ có 25 thôi. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển, mình sẽ lấy cái con đã format rồi là con 25% không? Đây này, con này chỉ còn 25%. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên bảng 41%. Đấy, mình chỉ cần chọn này thôi. Và gõ chữ transfer. Xong. Đây các bạn thấy stat thay đổi không? Từ 408 lên 409. Ok. Tóm lại là mình đã chuyển đúng không? Mình đã chuyển cái phần kiểu các bạn hiểu nôm na transfer có nghĩa là các bạn giữ được cái format và file trên cái weapon đã các bạn đã chốt format rồi, sau đó thì các bạn transfer một khẩu phần trăm cao hơn thì nó sẽ ép ép cái stat phần trăm cao hơn này xuống. Chẳng hạn như là lúc mà tôi ép giữa 25 và 41 đúng không, thì bây giờ cái súng của tôi đã từ 25 lên là 41 rồi đấy, nó không phải là cộng vào với nhau đâu nhé, mà chỉ là lấy cái phần trăm cao hơn thôi. Đấy, hiện giờ tôi được khẩu ở đây có nghĩa là tương đương 41% rồi. Còn Kraken này, thử thử Kraken. Đây là Kraken gì? Kraken này Kraken lửa sao ấy? Đây thử xem cái kia là cái gì? Kraken Toxin. Có nên thử không nhỉ các bạn nhỉ? Có nên thử chuyển đổi xuống không nhỉ? Từ từ hỏi cái. Đây ông này ông confirm rồi. Đang hỏi ông này, ông này ông vừa transfer thử hai con khác element. Thế thì như thế này có nghĩa là mình transfer ok, đã hiểu. Có nghĩa là nếu các bạn khác element ấy thì transfer sẽ ra element mình chọn. Chẳng hạn như hiện giờ cái khẩu này của tôi là element lửa và cái khẩu mới này của tôi là element độc, thì để tôi check thử cái khẩu element lửa là 27% lửa. Còn cái khẩu hiện còn cái khẩu này là cái khẩu chưa đụng vào này là 30 mấy% độc, thì mình sẽ transfer lên, mình thích độc hơn. Đây khẩu này là 32% độc, mình sẽ transfer lên đấy. Thế tự nhiên mình tăng roll lên, mình giảm lửa xuống, ok. Nhưng ý là như vậy đi. Xem còn thôi, mình cũng hết rồi. Bây giờ mình không muốn thử, đang đang có một cái mình chưa thử, đó là transfer ngược, có nghĩa là các bạn transfer từ weapon có bonus cao xuống weapon có bonus thấp thì như thế nào. Cái này mình chưa thử, các bạn có thể thử nên thử sau thì có thể comment dưới video của mình để mình tìm lại cho mọi người biết.
Thế các bạn hiểu hiểu nôm na là các bạn transfer nhá, các bạn transfer từ cái cũ lên cái bonus cao. Ok, hiểu nôm na thế, các bạn transfer từ cái cũ lên cái bonus cao, hoặc là các bạn có thể transfer từ cái element cũ lên element mới. Như vừa rồi tôi transfer từ lửa lên độc, hoặc là tôi chỉ là transfer từ độc độc bonus thấp lên độc bonus cao thôi. Kiểu này cái này đúng với mọi element nhé. Thành ra là đấy, đã thử hai trường hợp rồi, một cái là transfer phần trăm thấp lên phần trăm cao, với cả một cái transfer từ hệ này sang hệ khác. Và bây giờ chỉ còn một cái thứ ba ấy, đó là transfer từ cái cao xuống cái thấp thì có được không? Đấy thì các bạn hãy thử. Còn hiện giờ tôi không có gì mà thử, không nhiều để mà thử. Ok, thế nhá. Bye bye. Xong là à quên, cái vụ này thì còn DE sẽ còn giải quyết nhiều, tại vì trong nhiều trường hợp chúng ta thừa những cái vũ khí bonus thấp ấy, thì DE đang nghĩ ra cách để giải quyết những cái vũ khí bonus thấp. Chẳng hạn như các bạn đã có một khẩu bonus tận 50 mấy% rồi, sau đó các bạn hỏi ra tận 5 6 khẩu bonus chỉ có 2 mấy%, 3 mấy% thôi, không để làm gì. Tại vì chả ai đi dạy, nếu mà giả sử có được nhé, chả ai dạy transfer từ cao xuống thấp cả. Thế ra cái vụ đấy DE đang giải quyết. Thành ra các bạn, nói chung ai mà hiện giờ đang giữ cu va bình thì cứ giữ hết cu va bình đi, không cần nhận về kho đồ cũng được, cứ để trong file ra cũng được, nhưng ý là đừng có bán nó. Ok thế nhá, cái chờ đi, các bạn cứ theo dõi ở trên update hoặc nó pack ấy, hoặc trên group nhá, chứ đừng có tự ý làm lung tung được, suốt ngày hỏi 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 thế nhá. Bye bye.